Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, hôm nay là cánh đồng mình đã thu hoạch xong hết rồi nha. Hôm nay đây mình quyết định sẽ làm clip là 48 giờ trên cánh đồng này nha các bạn. Luật chơi anh em mình đơn giản thôi. Bình thường thì người ta hay nói là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà đi xa thì đi cùng nhau nha. Hôm nay mình cũng muốn thử tinh thần đồng đội của anh em. Hai người sẽ làm một đội nha các bạn. Chứ bữa nay anh em mình chơi không chơi liên rẽ nữa. Xem thứ đội nào mà có khả năng sinh tồn tốt hơn nha các bạn, thì đội đó là sẽ đội giành chiến thắng. Anh em hiểu không? Ok. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là 2 triệu nha. Để mỗi anh em 1 triệu, cũng như là cái tiền mình lấy mình mua ẩm thực thì mình chuyển cho anh em để anh em có thêm thu nhập nha các bạn. Đây là đồ ăn mình bếp đồ xung quanh mình được hái không? Anh em có thể hái bếp, hái chuối, hái các kiểu, nhưng đó người ta gọi là hái trộm, đúng không? Xin cho người ta cho hái được chứ. Xin cũng được, nhưng mà nếu như vậy thì anh sẽ bị trừ cái điểm thấp một xíu, hiểu không? Tại vì nếu sinh tồn thì khả năng tự nhiên tốt hơn, chứ bây giờ cứ vô đám bếp hái ăn tới mai làm sao? Okay. Vẫn được để mình duy trì. Tại vì nếu mà anh em sinh tồn mà anh em chịu không nổi thì anh em ăn như vậy trừ điểm còn hơn anh em bỏ cuộc, hiểu chưa? Miễn lỡ đồ đây mình đi xung quanh nữa ai nó rớt cái bộ rớt cái da hay cái rửa mình lụm vẫn được chứ? Được, bị Dũng chơi game bắt đầu nó rớt da. Hôm nay thì mình sẽ không cấp nước nha. Anh em 48 giờ không được quyền cấp nước. Anh em muốn tự làm sao làm, có nước uống thôi, không cấp nước. Và vật tư anh em mình cấp thêm thì son, gia vị, đàn pin, sâu, chả, cuốc, sẵn các kiểu, nhưng mà không thêm đồ ăn. Và đặc biệt là mình yêu anh em thêm một xíu là cho anh em mỗi anh em một cái lều tự động ấy, để cho anh cái mùng chứ không phải lều. Lấy cho anh em coi luôn xem khác nữa quá cũng đỡ dầu rồi. Là cấp cho anh em mỗi bên một cái mùng chụp nha bạn, để tối anh em đỡ mũi cắn, với mũi cắn chích tội anh em, để anh em có sức khỏe lỡ ngoài đồng đây anh em biết mũi cỡ nào rồi. Tội anh em nha, cái đấy gọi là tấp lều tình thương á nha các bạn. Bây giờ bắt phi đi. Ok. Hên xui nha. Vậy em cứ 1, 2, 3 em thả xuống dưới đó. 1, 2, 3. Camera quay xuống, camera. Quay xuống cái gì gần ngay gì đâu. Đây đây. Từ đây. Trời dài biết nào. Lớn. Không đây. Đây. Hai báo đây. Em bóc trước đi, má bóc trước đi. Bóc đi. Đây em ra cho đây, bóc đây đi thôi. Cái từ đây mình hắt ra hắt vô xong cũng gì mình luôn rồi. Anh em đứng trước cho mình coi số nào. Đưa từ từ con. Số 1 Vũ đâu? Số 2 Vũ số 1. Rồi toàn Vũ nó khác đội đó. Anh Hải số 1. Anh Hải số 1. Đẹp. Số 2 rồi. Là cặp đôi điện thoại tiếp à? Không, tôi không cầm điện thoại vậy. Khác. Rồi ok. Anh em cố gắng nha. Hôm nay mới thể hiện thực sự là cái tinh thần đồng đội của anh em nha. Yếu tố đồng đội là quan trọng lắm. Anh em 1 ngày thì anh em sinh tồn riêng rẽ được, nhưng mà 2 ngày thì đi theo cặp nhóm là rất là khó đó nha. Ok. Rồi bây giờ anh em mình thời gian anh sẽ... có nhiều chiêu rồi đó Đẹo ơi. Rồi bây giờ anh sẽ bấm thời gian 48 giờ bắt đầu từ bây giờ nha. Đất mới giờ chưa hết mà đã khô nứt nỉ rồi các bạn ơi. Thanh niên này làm gì đây? Bây giờ chắc món ăn thường xuyên của móc lúa nha bạn. Một cái nghề đã rơi vào lãng quên. Tại lứa tận hình bữa mình dục lên tôi tìm chứ. Sao? Bữa tại lứa tận hình bữa mình dục lên tôi tưởng còn lên tôi móc thử còn mà mắc đầu tiêu à. Bữa cho mà nếu còn đấy mình lượm bản hợp lệ chứ. Được. Không. Món này anh em duy trì được ngày là cho em mình thay cái chiều mình dở mình nấu cháo đi. Mà quan trọng mình kiếm được còn nước này gió rồi. Dễ đâu. Còn nước nữa. Thì mình cứ kiếm cái nào cố trước thôi. Thấy lụm phụ lụm. Đừng có vội cười. Cười hôm trước, hôm sau người cười. 48 giờ rất căng nha anh em. Giờ con nói giờ con về trại con làm cái đây đó. Mày về trại tao đi. Có thể mình nằm dưỡng sức cũng được, không cần phải đi làm nhiều nó khát nước. Về trại mình làm đồ mình bắt có. Con ra làm cái này để tôi kiếm nằm kiếm nước chứ để lúa. Nãy là cái mua nước miếng quá nãy. Dạ mà. Ồ, mua nước miếng đó gì? Lâu lắm rồi mới thấy là cái nghề mà móc lúa đây. Giờ rất hết rồi đi mót kiếm lúa đi cầm kiếm lọc nước rồi. Cái đây làm xiên móc cũng được cả bao lúa không biết đâu này. Thứ hai thấy thám dưới rồi. Không biết trụ nổ 48 giờ hôm nay nha các bạn. Hôm nay mình sẽ theo sát anh em để xem có anh em nào phạm luật không. Ê xì đúng không? Xuống tôi ốc đi. Do ai đây tụi đi bắt ốc nha. Hay nấu cháo ốc mình vô. Đồ ngon nữa. Chết đủ chuyện á. Lấy nước chỉ xong mới luôn anh này. Anh giờ hết phương cách rồi. Mấy con nước sạch không? Mấy con nửa tiếng hồ mà anh còn về anh lẹt qua bộ phận mấy mét nữa rồi. Ừ. Đem thêm máy lẹt luôn hả? Đem thêm máy lẹt mà mấy cái cọng cỏ với rơm rạ với đây với mấy cái lon ấy bỏ cách là tận dụng lẹt nước. Này mình đem. Tìm cái chú nào thử nó có ra buồn hả? Chà con cạo ở giữa mình lấy nước uống. Đây con chú này không à. Đây. Đấy. Đây nó lây nó không đâu qua trái được đâu. À. Cái này. Được thấy không? Okay. Bây nó lây nó không đâu có trái được đâu. Bây tôi chặt ra. Chặt. Đây á. Rồi nước mình cạo là nó sẽ đạn ngoài cho đấy. Toàn có đây là máy lọc nước của anh Hải đây hả? Làm kiểu sao anh Hải cho chị em coi được không? Đây, anh Hải mua theo nước ngọt luôn hả? Có nước anh múc với kỳ hình là lấy chai nữa nè. Đây anh lẹp cái đây qua 3-4 chai giai đoạn lâu lâu nhỏ chừng hột ở đây là để mình lấy nước cuối cùng nè. À, lớp thứ hai đâu? Đây lớp thứ hai đây. Lộn chút xíu hả? À cho nó nhỏ 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 chỉ thôi còn đây nó vẫn nhỏ này không? Lẹp chỗ nào đâu? Đó nó chỉ ra nè. Nó lấy gì lẹp? Thì anh đâm anh bỏ ra rêu rồi cỏ rồi gì cho nó. Là cái rêu nó hút chất độc vô hả? À hút chất độc vô. À ai mà anh Hải thông minh vậy á. Để đó từ từ anh thấy bây giờ kêu làm mấy cần câu đi kiếm cầu ha. Em thấy có vẻ hấp dẫn này. Đây bên đây làm gì đây? Làm cần bẫy cò với lại bẫy cò với lại lụm con kém bị lưới câu câu thứ dính không như không? Thông minh đấy. Cái ý này là được điểm cộng đây. Không. Đó, bị lưỡi rồi. Rồi, bình thường, vẫn dính được cá với em nè. Ừ. Thông minh đấy. Có khi cắm cầu dính cá lép luôn. Táo bắt nhái cắm cầu luôn. Vì sao? Táo bắt nhái cắm cầu. Kia cái bữa anh mình làm tròi còn đây. Thông minh. Thằng Rang Vũ là gì? Là phải đi. Một chục lúa kim nè. Chục lúa để bỏ đèn hết em. Có Vũ. Câu của Vũ mùa này trời nắng cùng nó nấp cũng hơi sâu ạ. Kiếm chỗ ẩm ẩm hả Vũ à? Làm bí kíp này ơi. Cái này ở đâu á? Cái này nó này nè, bèo hôm cậu có dính miếng này nè. Đây, từ hôm nào tới giờ bây giờ phát huy tác dụng hả? Bèo hôm dính cậu có dính miếng á. Được nè. Hai con có gách, một con có sẹt, hai con cua. Hôm nay mà xong bắt ốc rồi thêm ít ốc ở trong giờ nữa. Bây giờ tôi luôn có tình huống này không? Lúa tôi đép hai bờ để chừa một cái cổng này cho cá nó vô. À, làm cái nhân cổng điện ngọt. Cổng điện ngọt á, giữ nó cho biến tướng lại. Hy vọng là thành công ngay. Không hậu được cái đây bây giờ mình không bữa nay lục được cái kíp lên gió rồi. Đó, đắp mình để lại cái cổng này. Lấy cây cắm dốt dịch lụm mấy tí dốt. Đó, y xanh ra này. Chạy vô là khỏi ra, có thể cho đất nữa. Yêu nhiều mấy ơi. Đi mình bác đi mình trà đi, mình ngâm tới sáng hoặc trưa ngày mai mình mang được nha. Đằng mình lên dưới nha. Bi quá trời luôn á. Ôi, nó bi bự chứ. Bi mị không á. Đây. Ghê không? Nó gió ơi, ấm không? Không có ốc xếp này ta. Không. Ốc xếp dầm á. Còn đó nấu cháo ăn bao ngon. Hai mấy món này đúng là ăn không được đâu. Sinh tồn mà món nhau ăn được. Chê. Bữa thì chuột nhau ăn với bữa nay mà có chuột là mừng rồi nha. Bự không chứ. Chắc để sau ốc vi vàng nha phải, ốc vi đen nha các bạn. Ốc đen bao nhiêu là đủ tiền luôn á. Ốc vàng á, 1 ký nhiều tiền lắm. Chắc sau clip này đi lên bán ốc biêu bán quá, nhiều quá. Nhưng mà ốc biêu này nó ở lâu nam xanh nó rang vùng dưới trận. Nước nó cũng hơi bự, nó không sạch lắm. Trạm tới kéo toàn lên trạm. Ủa sao luôn vậy? Để coi thử anh em làm cái thế bắt cá được không nha. Đấy bên nào rồi? Bên này bị còn bên đây ít á. Bên này chưa cộng. Để tôi xuống tôi mua bên này cho sâu sâu xíu. Không đâu. Ông kìm cái cây 2 cây đó không đẹp. Hả? Em đang muốn không? Muốn người ta trồng hái người ta lo sao? Đây. Ở dưới đây có đồ muốn luôn kìa. Đây. Thấy không? Đá từng đá không thấy nè. Gió. Về rau muống xào tỏi. Đúng xào tỏi. Đâu, món này sao gọi là rau muống xào tỏi? Rồng xanh vượt biển. Rồng xanh vượt biển. Nói cho sang. Không để về đáp đi, đáp được rồi. Rồi. Đây. Đây. quá. Anh với Vũ lụm lên. Đấy, tính đi về xài được chứ. Để xài. Được. Ở dưới nước mà. Đây mà chứ đâu có. Vũ nó máy bãi xe vừa xe một cái bãi còn. Đây là mình chia cái đường đi của nó lại là để bắt buộc nó phải đạp vô cái bãi mình. Rồi. Không anh. Bây giờ con tôm đây là giờ mình ngầu mình canh đi rồi tấu mình kiếm ếch câu cá trèo, giờ mình câu cá với cái đi cái gách với cái rồi. Điểm này còn cũng hay tới lắm nè. Giờ kém thêm cái bãi nữa đó. Vũ ơi em không nhắc mồi hả? Không. Cho nó dặm. Bãi dặm. Quay. Quay. Cái lông mà xịn nhá. Wow, anh em đụng cái đây hơi bị ngon luôn á. Cái đây như một cái thả cá của người ta luôn mà người ta bỏ quên hay sao ta. Lâu anh em rồi mà. Được mà. Cái đây cây tự nhiên mà. Không. Cây đâu ai trồng đâu. Cái đây là cái cảnh đẹp à, nhìn nè. Sông góc đẹp quá. Canh lông em lắm rồi. Sông non. Sao gì vừa nhá vợ. Để cho mai mốt con lớn nó già nữa mình ăn nữa đó. Giò sao ăn trúng. Bao nhiêu ăn sữa. Wow, thành quá buổi sáng đàn đốm lên hái bớt. Anh em thấy cái bãi dầm chưa? Dầm vô là nhảy con cò lên. Còn cũng bằng ngon á. Ở đây chắc phải hồi xưa người ta mới làm mà tri để là nó không mọc. Cái lờ đây mà nó làm công phu gì như mấy ngày ra mới có được cái lờ đó đúng không? Bây giờ đây mình xài 48 giờ luôn rồi. So tri người ta ngâm với nước nó không hư nè, nó bền quá mà. Ngủ gịch thôi, ngủ gịch xuống manh. Không đi tẻn xuống như đây đâu mà rửa đâu đúng không? Để xuống dưới kia rồi nó chỉ làm như vậy. Rửa cho sạch xí rồi mình để còn nhớ cái chiều của cháu không? Gì vậy? Cái gì trời. Chút nữa về nhà trời nhẩm mấy câu này, cá tôm vô. Bụi tri. Lấy 2 triệu mua Pepsi. Anh em đã ăn chuột. Chuột quê mình nó ít khó đào. Rồi nó phi rồi nó tông chen là chỉ khó đào. Bữa mấy bạn kêu đào chuột đậu mấy cô chú mà ở mình một năm nữa mà làm xe mới làm ruộng mấy bạn ơi. Mà đào chuột thì cô chú quê không ai lo hết. Không đào chuột người ta ưng luôn á, biết sao? Có cô tư làm gió không? Không, đây nè, thấy không? Qua cái hang kia nữa nha còn ha bạn á. Cái xe lỡ tôi đập bẻ camera. Mình mốt được chút nước đâu còn ở đâu sót lại ở đâu trên đầu thôi thôi. Làm ngừng chút. Đây. Chưa khác mà uống đi. Kệ làm hết đi. Uống đi. Tôi nghĩ là màu một chiếu về mình tạo là giòn. Trời ơi, nhiều nách nè. Ê! Giết! Đâu? Chạy thấu không? Thôi mẹ. Wow! Chạy thốt lên đây này không? Chứ sao mày cứu hiểm đứng trước đứng của mày sang mất không? Mất lại cho lấy chó. Dậm đây nè. Nó chạy vô hai có đâu trong đây hai nữa. Chuột bự chứ. Đồ, nó đi dữ không? Làm đâu có. Đây, chim. Về rút về về mình cứ hàm vậy là mất sức là mất nước là coi như mình thua cuộc á. Đúng rồi. Nãy cố được chục thấy cái hình nó được rồi các bạn. Chưa e đi. Ô, anh em về tới cái trò chung à. Tình hình sao rồi mà các anh em ơi? Đã, anh Hải ở tới 24 tháng luôn vậy rồi. Ai? Hải. Làm gì toàn? Làm bé chuột. Ui. Trời, nguyên không bự vậy. Anh Hải chơi lúa anh ngầm giống sao anh sợ luôn mà. À. Ở lâu nghề mà phải chơi chiến thuật chứ cần gì đâu mà. Từ mình gieo lại rồi nó lên lại mình tới mùa lúa mình cắt nữa ăn là dừa luôn. Ủa anh bỏ vô đây mình chơi vậy? Anh đẹp quá. Thì anh vừa ngâm nước vừa đọc nước mà để dừa cho nó nửa từ ư rồi chúng nó lấy tiền bếp này. Khó hiểu anh. Khả năng sinh tồn Hải hơi bị cao á. Anh Hà kéo cái la lúa mình tự đổ vô gò luôn á. Tôm còn lo liêu à, không dám ăn hả? Vô ơi, vô dùng cà tri như đũa dài nha. Toàn đi thăm bảy anh em mình để thử nha các bạn. Có không? Con nào không toàn ha? Ý. Con. Lớn chỗ lý ta. Con tôm này đặt. Lớn rồi. Nước sao giờ nước lớn nãy anh em mình bí là nói chung là giờ ấy nó gian ở đây luôn các bạn. Bên này mình chặt cái chuối gì mình ốp đi. Wow, bây giờ mới có tới 2 giờ chiều mình nó chuối đây bạn ơi. Nó đóa quá toàn ơi. Chuối đây sáng chắc cô chú nào chặt 2-3 ngày nè này. Mình lượm mấy cái đọt này em Trọng ơi. Lượm mấy khúc khúc quá toàn thành tại này. Ăn người ta chặt củ nè em Trọng ơi, còn dấu nè. Đây, đó lượm mấy đây. Đây ăn được các bạn. Củ đây cục luôn rồi. Đây ăn được các bạn. Thấy không? Bây tôi đào cái củ chuối nè Trọng ơi. Lấy cái này. Thử đi. Đi múc nước đi. Ok. Tôi vô tôi cái củ chuối nè. Đây chuối bạn ơi. Mình sẽ lấy đây về mình nấu nha các bạn ơi. Ôi. Cũng ngán luôn. Vũ không cô yên tâm. Ồ anh Hai. Lắc cái công nghệ của anh Hai nha. Qua ba từng lọc nữa đó. Qua đây cầm ghiu được không? Lạc quá chẩn nha các bạn. Sao, cảm nghĩ sao? Nó hơi buồn quá. Anh Hai còn cái biện pháp là hơi cao hơn nữa không? Biện pháp đây là đỉnh nhất rồi không được. Rồi, còn cái Trọng tiến hành là lấy nước xong, luộc ốc ướp nha các bạn. Luộc ốc mới kệ ra cho sạch các bạn ơi. Luộc ốc xong mới cậy ra rồi mới nấu với củ chuối với cây chuối con mà người ta bỏ nha các bạn. Giờ qua coi đầu bếp Toàn nha các bạn. Giờ mới bắt đầu ăn trưa. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều nha các bạn. Trời khá là nắng. Nấu ăn mình theo phương pháp tự tạo ra nước nha. Tự tạo ra nước. Nấu ăn mà tự tạo ra nước luôn các bạn. Đây, xí rồi các bạn ơi. Đây là cho những trận chiến sinh tồn này mà anh em mà cái nguồn nước mà anh em mà không giữ được cái sự an toàn thực phẩm thì dễ bị ao ngày thứ hai lắm nha. Khô xanh này chế vào dầu vào. Mình với chú Hải đi thêm 7 thêm đồ không có con nào các bạn ơi. Giờ chịu hết nấu rồi Dũng à. Chú Hải tuổi giờ sức yếu rồi. Thấy cô chú nào đồng bếp đây làm ít trái. Thôi chứ bây giờ chú đói bụng thì chú vô chú Hải bếp đỡ đi chứ sao giờ. Bị giờ trừ điểm cũng được chứ giờ chú trụ cũng nấu mà. Giờ đói quá mà bếp lâu không có bếp thì đâu Dũng. Xuống cái này nè chú. Chú Hải tuổi giờ sức yếu rồi nha các bạn. Thông cảm cho chú Hải. Ố trái nó bự rồi chú. Trái nào không? Này. Đây. Trái treo á. Đúng rồi không? Đúng rồi. Nhỏ vậy. Ủa. Bay lưới luôn trời. Ê, siêu đồ bếp quá. Chú đâu? Cái này hả? Bà ra cho. Còn cái được chưa? Não đeo lại nó cháy cho. Wow, nó cháy luôn nha. Ẩm thực không cần nước nha các bạn. Giờ mình nấu chuối nó ra nước các bạn ơi. Chuối mà nó nhót. Là chuối kìa. Đâu? Ôm cái bị cái vỗ cái phần. Không phải cái này à? Không, cái đấy với cái cây nữa, cái đây nè. Ẩm thực tự tạo ra nước mà. Ẩm thực tự tạo ra nước. Mấy cái tôi cài cậu á. Đói mà ăn ở đây là quá ngon chứ. Sinh tồn là đầy đủ dinh dưỡng mà chất xơ, chất béo. Đầy đủ luôn ấy. Giờ đó bồn ăn nhiều ngon á. Chú có nước ẩm thực đậu gác phản miệng ấy. Mọi người nha ẩm thực độc lạ. Ẩm thực nha. Tự tạo ra nước à. Mời anh Hải nha, chú Hải nha, anh Hải nha. Mời đậu bạn luôn nha. Dám này ăn đâu. Sao nói đang thui vậy? Dầu trái á. nó có nước mà. Lần đầu tiên nấu ẩm thực không nước, không cần nước à. Ăn chướng không? Đó là hấp chứ thật sự mà rào. Ừ. Nước là hấp. Là nước hấp quá. Chướng ngon. Mà anh em đang ăn trưa. Lô. Chướng ngọt nghe gió. Còn dầu. Cảm thấy dầu hấp dầu luôn. Anh em mình đã trên đây được 5 tiếng 49 phút rồi nha bạn. Dữ nè. Đây, bên này cũng ăn trưa bằng món gì đây? Sông chấm muối. Ngon. À, mà mấy anh em trái sông nó chín ra như là trái đậu nè, trái đục đỏ không? Ừ, chín đẹp. Mà anh em nè, chưa chín đâu. Không no. Ê, không có đồ ăn, không có nước ăn và nó dễ quán ruột lắm, ăn vừa đủ thôi. Cái mũ nó quán ruột á. Đó là nó cầm lâu đúng không? Cầm chân á. Cầm chân lâu lắm ăn không mà được, nhưng ăn chấm muối vô khát nước ra vô. Giờ chấm muối dễ ăn chút. Nghiên cứu là hệ thống nước cho này. Không được rồi, hệ thống nước tôi mới uống vô là hệ thống nước là đẹp. Bây giờ có cỡ nào nó cũng hâu hết. Em nghi rồi. Sao bùng quá. Hâu đưa húp vô một miếng nó lạc miệng ói luôn mà. Phải nấu lên chứ. Không nấu đã bụng sao. Mùi vậy là nó ăn à. Nó có cái vị có nước ở đâu á. Miếng cho ông thử một miếng món chuối nấu tự ra nước, ông thử ông ăn thử ra sao này. Ông thử à, được không nho. Kè nấu không? Không. Thấy ra sao? Ở cái chuối nó chẻ chẻ ăn cũng đúng không bạn? Đúng không? Chuối ngọt không có chát nha, nó vẫn ngọt bình thường không có chát. Có nước nhiều á. Ra nước nhiều. Được. Không được tạo tự tạo ra nước mà. Ông định, ông định. Anh tưởng chuối nó chát lắm cho ai ngờ nó cũng vẫn ngọt vào. Cái cục đây không? Mình nấu á có nước hầm lâu thời gian cũng nửa tiếng nó mới mềm ăn được. Dưới đây nó cứng quá ăn được. Cục đây là bỏ không? Ông làm một miếng ốc nè. À. Ốc kèm chuối nha. Ok. Giờ em đây xem là biết nghiên cứu gì miệng. Ốc hơi có một mùi tanh nhìn vậy thôi. Đúng không? Bạn ngon. Nghiên cứu cái đường nước nữa. Cái đây mình nấu mình giả bộ nó là xương thịt heo, giò heo rồi á, mình giả bộ á. Mình cứ tưởng tượng trong đầu mình đi. Giờ tôi thiệt cũng hiển với anh mấy anh em chứ giờ mà ai mà đem cái chai nước đó ra đây tôi mua 100.000 tôi vẫn mua. 100.000 cho nước đó luôn. 100.000 cho nước đó luôn á. Đồ nó khác chịu hết nấu rồi. Nghiên cứu tìm em mới được 5 giờ đồng hồ mà. Mình coi tới cầm cái tới chiều tới sức chịu đựng nước của con. Hồi nãy cái nước kia là con đã quyết định con uống rồi mà không được mà. Chỉ cho anh Vũ với anh Hai một cách uống nước mà không sợ nhợt. Chạy ra cho bộ bay nó đuối đi. Đuối rồi. Uống nước là lật đặt uống rồi. Bây giờ cái chỗ đó đâu ba. Xuống cái cống nè. Ba thấy rồi đuối rồi chìm xuống tới giấc. Thêm cái lờ mình thỏ kia thấy không bạn? Lờ sáng mình nhặt được á. Bà thứ có gì không Vũ? Lấy luôn. Để mình mở rồi mình lấy rồi mình thỏ nữa. À. Thấy cái bị chút. Bị đâu đây mà là lấy. À, để cái nón này. Lấy cái nón. Đây. Chạy cái nón luôn. Wow. Cua luôn. Cá gách cua rồi, quá nặng luôn. Lùm cua trước. Cua gì mình nướng nha. Cá gách mình cũng nướng luôn. Đậu, đậu. Đây anh chị qua đây, cua quá trời luôn. Vô. Sợ đứt dạ. Không sao đâu. Biết cái dàn vi đó luôn. Ồ, phê Dậu ơi. Ồ, con cua nó mập chứ. Bỏ đâm Vũ ơi. Vậy là mình cũng không lẩu gì đó khác cái Vũ à. Nhưng mà điều cái là cái khâu nước này, cái khâu mới qua kẹo Vũ ơi. À, bữa nay là chết tiếng nào Vũ ơi. Mình đừng có ăn chi ốc đồ, mình ăn cua với cá hải sản đi. Già cho con không Vũ? Được chứ. Ăn bữa bên đây đấy rồi từ từ tấu mình tính tiếp gì đâu. Để mình thở lại này chứ. Bắt đầu là mình đi mình thả. Để bỏ chút muối Vũ à, cho nó sát ra chất nhất của chúng ta mình. Bỏ muối vô thành cá biển hả? Rồi cho nó ra chất nhất. Ôi, giờ anh em mình tiến hành là lấy chai bỏ cát vô đi bạn. Anh em mình làm nước. Đây đắt luôn cát khi đắt. Cái này là cố này rồi. Không này. Chân cát luôn. Ê, cát luôn. Này. Cá sắm để làm nước là 4-5 lót vậy á. À, sạch rồi. Lần này hơi trang rồi đấy. Bây mình rửa cát các bạn ơi. Đứt đầu mình rửa cát mình còn 3-4 chai nữa các bạn, nhưng phải 1 chai nha. Rửa cát đi. Đây, chạm nó hứng luôn ở đây luôn ấy. Chạm không, nước đây cái mình làm cái mình đổ lên ngược lại làm 4-5 lần là uống được rồi. Đúng không? Có gần treo hả? Treo hả? Cho nó sạch cát, rửa cho sao sạch cát hả? Ê mà rửa cát luôn á. Ê cái chai đây mình phải đổ đầy cát vô cho nó nhiều. Rồi. Thấm nước lọc rồi các bạn. Bây giờ mình lấy cái nước này, mình chiết sức từ hai cái tầng đây. Mình đổ được một chai đây xem mình đổ lại lên một lần nữa là mình uống được. Mình làm qua 2-3 lớp vậy mình mới uống được nha. Để mà chứ không phải bây giờ nước này là uống được đâu. Để làm 2-3 lần đi chuẩn không? Bây giờ lại xem cái đổ lên ngược lại nữa cho nó lạc. Giờ có cái chất đạm vô ngừ là cho nó phi chút định. Này kho chấm với trái sung kìa. Rồi. Có sung này nữa quên chứ. Sung kho quẹt này là mình xếp bỏ vô luôn. Chút nó kho quẹt. Bỏ sung vô luôn. Không là lọc nước tiệt tỷ. Đây giờ cát này nè, nó hứng cái nước đầu tiên á, nó cạn nó hơi dơ nha các bạn. Còn cái này, cát này bây giờ nó sạch luôn nè, nhìn các bạn. Nước nó chảy xuống đây là cái chai tôi đổ lên 5-6 lần nữa mới uống được nha, chứ phải chảy lần 1 là uống được đâu. Cát này nó sạch hơn, cái này nó dơ trên tầng 1 dơ hơn tầng 2. Làm gì đâu có bàn cái lọc nước, hệ thống lọc nước của chú Hải đâu. Đây mà chịu khó mà chỉ cần nấu lên nữa là sạch luôn. Uống luôn. Uống luôn à? Đẹp kính rồi thành cái chục lần rồi, chục lớp á. Làm xíu nữa cho. Rồi. Có kho chín rồi không nào? Thấy chú ra vậy nó có điều không Vũ? Mày có thử mặn lạc gì chưa? Cũng lấy dầu không lấy nước à? Đó, đổ dầu, đổ sung vô ăn kèm luôn chú ơi. Vừa ăn luôn quá Vũ ăn. Đây có chút cơm. Sợ lúa sáng thấy lụm mà không đủ nấu cơm bên này. Lụm ít quá chuyển qua cái phường ăn bề để lọc cho nó nữa chút nữa nấu cháo, lấy cái đó béo là nấu cháo. Ừ, đúng rồi. Đấy, sáng tạo đúng không? Trời công trình của chú còn không suy nghĩ ra là như vậy luôn. Để nó thì sao để nó nở hột lúa ra mình có ít mình nấu ít mình ái mình nấu cháo chứ. Đâu, ăn xong đây nó chạc bồng lắm chú ơi. Nó tầm mại luôn. Rồi chín chúng đậu rồi. Nào dứt đi chú. Chỉ mà anh Hải với Vũ mà cố gắng một chiều thế này, ráng nhìn khác luôn đừng uống. Khỏi uống luôn mà vô. Để bên kia nó uống nước có khi đau bụng nữa là thua chạy về. Cái gì đó. Chú giá mình cũng được ăn cả nha phải không á? Bây giờ là con với chú lỡ là nhịn luôn, nhịn nước luôn. Bây giờ chú giá mình ăn xem mày cứ ta hát cổ làm hát nhạc, ta hát cổ mày hát nhạc hát tí rồi nuốt vô hát nuốt vô là nó hát khô cổ sao? Là ông bây giờ là lấy trái chanh rồi treo trên kia. Ở này là chảy nước giải nuốt. Thôi mà cả nhà ăn mà. Đây ăn. Đồ có ngạnh này. Miếng gì nè. Bây giờ em khắc vô chú. Mà tao đang với trẹo nha. Khăn nước em lấy trái chanh em liếm nó Vũ. Ồ nó ngon quá chứ. Làm miếng xong rồi. Có rồi. Nhìn này có vẻ hấp dẫn ngon chứ dẫn nào. Cảm ơn. Mày ớn nào, ốc chú ăn no mà đẹp rồi đó. Cá đây dùng cá đi béo. Dũng cá đi chợ mua mà thả cá lừa vậy mà cá quá trời cá. Béo ghê luôn. Đúng rồi. Anh cua làm con cua thử. Con cứ ảnh nè. Làm béo. Ăn đây đi dành em, anh em ăn đi. Ăn đi thử con không sao đâu sợ. Ít quá mà. Ít gì đâu ít. Ở ngoài lòng kia nhốt một lòng mà. Ok. Tối rồi đừng làm bắt ngon. Chắc là nó không vô một lòng. Anh muốn cái thèm này nè, chắc là ngon lắm xà để mà. Chà dưa cái con có mới ngon. Ngon kém này nè. Anh em nha, nát là một chuồng quá, đang rộng quá. Cái mùi là cái vị chắc chát mà không chắc lắm, chắc vừa vừa. Chắc gì vừa mà chấm với cái nước chấm ăn ngon á. Đó ngon Vũ ơi, ngon. Còn cái được một là mình nhịn là một là chú cháu mình khác là chú cháu mình chịu thua chứ còn phải trang nước luôn. Nhưng mà anh thông báo là thí dụ nhịn đói lâu được nhịn khác là 3 ngày là chết nha, cố gắng nha. Mà có 2 ngày mà. Ừ thì không sao, chưa má pháo chưa chết đừng sợ, trả luôn. Đó. Có gì ngày thứ 2 về không? Chậu chú mà chú giá sao mà bên kia đau bụng đây. Ý nghĩ tiền tài tao á. Bây giờ làm cuộc sớm 10 mấy lần rồi nó chỉ dài tao. Tới mà đây à. Bạn nhân uống được nha. Cái gì trắng đây nữa? Lấy áo tôi làm. Làm thêm lớp áo nữa. Chắc là nước này mặn mặn cái gì? Mặn mặn à. Không nước đây vô uống nha. Uống nha nghe ơi. Uống thử nó có mùi gì ra sao. Nó thấy hơi buồn rồi. Đeo nó đục tim thấy nó buồn rồi. Ai tôi làm miếng nữa chứ trời. Tanh không? Không. Không có tanh. Để dành cho. Uống được. Mùi vậy sao? Tôi uống được. Đây này tôi thấy luôn rồi. Vậy là phỉ rào, uống được bao nhiêu nước là phỉ rào. Wow. Cứ vô bụng ra rồi tính. Vô bụng rồi tính. Sao 17 sao đẹp? 17 không, mũi tôi nó ngạt luôn. Nếu ông Đạm, nếu giữa sự sống và cái chết, mà giữa cái chết và một nước nó hơi bẩn một xíu, ông chọn cái nào Đạm? Cái chọn nước chứ. Đúng rồi. Để bẩn nước cũng được. Khi mình làm hệ thống nước này mình lấy bán luôn, bán luôn. Đang nước đóng chai bán luôn. Ngọt chưa? Ngọt bình thường chưa? Bình thường luôn. Ghê vậy? Wow. Thì sao hệ thống nước mình tỷ? Gáo mình làm và bế lọc nước luôn. Giờ tùy chú thì gáo chú sạch không? Không sạch rồi, lấy dao cái đi. Đó, sạch cái dao rồi không? Ra đây. Sao áo gì? Cầm dao Dũng. Cầm đây con, để thấy nè. Mấy giờ? À. Vậy là còn ở đây là chơi mặt lòi rút đúng không? Cầm vô, lấy cái khúc cùi thâu. 3-4 giai đoạn. 4 giai đoạn luôn đi. À. Đâu đậu. Đấy, cô đâu cái công đậu. Bây giờ mình đưa chai nước đó mua lên 500.000 rồi. Lên đến đó. Hồi sáng là mà hồi trưa là 100.000 một chai nước đá rồi. Bây giờ Vũ lên nè. Con này, so sánh này. Wow. Nước đây là nước của tôi làm lên đây, từ đây xuống nha. Là bắt xanh trường thọ. Vô vô bạn. Mời đem nha. Nãy đâu hệ thống làm nãy em coi thử coi. Tự đang làm mà công trình. Ủa hả? Dữ không? Con bò đó. Thấy làm cái kiểu thằng luôn. Trên lệch cái miếng luôn rồi. Cho ném thử cái mùi xíu một xíu thôi nha. Một xíu rồi xin phép ra đây có thử nó ra sao thôi nha. Ê như hồi xưa mình uống nước rồi mình lạc cái gì đâu mà. Không cũng lạc kiểu đây mà. Giữ máy quay vô đây kìa. Ủa, đổ hết trời. Quá là kẹo ca đi rồi. Kẹo ca đi rồi. Anh em mình xin thử một chút để mình coi ra sao nha, chứ không phải là uống vô phần nước anh em nha các bạn. Ông hiểu chào đổ tôi một chút rồi nè. Uống bình thường gì nước hiểu vậy mà. Uống bình thường em ra. Nước là có phi nó là thơm, chứ giỡn đâu mà ông ơi. Chứ tao toàn uống đủ em. Ủa lúc trà dầu rồi sợ chưa? Bữa nay nước trà dầu rồi nha. Thì mình cứ tưởng tượng đây một ngày đó mình thiếu nước thì mình uống như thế nào. Ngoài cái đây thì nếu mà không có nước tôi uống nước đây luôn à. Hệ thống này mình nó qua cỡ mấy loại nữa thì ngon nữa. Đây mới 1 loại, 2 loại, 3 loại. Cỡ đây mình sạch bóng rồi. 3 loại. Nếu nó 9 loại thì cỡ nào nữa? 9 loại làm như bia Heineken luôn. Nhưng mà anh ủ cái màng lúa này em nghĩ nó sẽ thơm lắm nè. Ủ màng lúa thì thơm mà. Đúng rồi. Biết nước gì nào được cho cô bê hai không? Cá cô này. Gì vậy? Vũ kêu đưa cho Vũ luôn. Sao? Lấy áo Sơn Dược mà áo của hai bạn chắc ra rồi làm. Vũ kêu chừng đâu cho Vũ luôn. Cá bữa ăn trứng thúi anh chùi luôn phải không? Không có, ông ấy luôn á, ông ấy làm luôn á xong rồi. Đó nó chắc luôn giống. Vũ, bây giờ chú chịu hết nấu rồi ạ. Còn sao? Sao nó lên lớn vậy chú? Không, chú dùng cái ống đây chú đi qua cái hệ thống lọc bằng cái ống này. Chú đi bờ đi ha. Trời. Miếng nước cái mau lại được không? Ừ. Không cần mình đúng với bà em là sinh tồn á. Rồi, anh Hà thắng chắc luôn nào. Đúng. Ừ, đúng. Mình liếm cái màu cho đứa thâu. Tao rau. Cái đâu? Cái hũ đừng nói cái hũ đừng sao bè không? Không có đâu, không có. Có... Cái hũ đây là. Ê, cao giặt sao bè không chưa hết. Mà cãi đâu. Cao giặt sao bè không chưa hết cãi mà. Đúng rồi mà. Ăn không giặt sao bè không hết. Trời ơi bữa hình như là ông không phải đâu. Không có sơm mau mà sao bè không mà. Ông mơ quẻ. Cái áo giặt sao em chưa hết nè. Cái liếm vô đi cho nó cái chai này bữa ông chú em đựng thuốc sâu. Kệ má mà làm gì sâu cái tôi để thôi. Mép lưỡi cầu mép lưỡi cầu mà đông luôn. À, ước mau là được không? Cái áo đâu? Áo đầu. Coi uống sao em vô bệnh luôn á. Vụ kêu cho cô chết nữa không dám uống. Làm. Đâu á. Biết là món gì không em? Gì em? Tôi nướng cua để đi ba chuột. À cua nó ghiền chuột lắm thôi. Đây này, tôi cho hệ thống 7 này mới làm lúc nãy này. Cua ăn chuột lắm, cua nó ghiền chuột lắm. Táo đây là mình bãi chuột. Đây là khi con chuột nó leo vô đây mình dán màu này, nó leo xuống bật. Làm vậy? Không, cái chai để dành nước chưa? Tao hết nước mưa. Đây ông ra luôn. Sao đây giống chai cái đầu cắm. Chắc nhỏ quá rồi con. Lên nữa ngò. Vũ. Sao nó sụi bọt nó nhúng chai bán hàng đâu, cấm anh thấy ghê quá vô ơi. Ra đi. Ông ấy cái ông hút cửa. Đâu, đút cái miệng nó vô, đút vô cái chai luôn. Đó. Nước đâu coi. Lấy nước khác đi, nước đi có sầu phèo nó ra bọt nữa. Không phải đâu mà cái ông hút quá mà cứ cãi. Làm sao có bọt được mà bọt. Hệ thống anh Hai hay không các bạn? Cái ông hút đó là mình. Hệ thống anh Hai thân thiện của môi trường nha. Hai anh em làm gì đây? Làm ruộng. Đá chuột. Làm ruộng. Còn trúng gì giống liều đạn giống gió. Nó kêu keng này không biết luôn. Rồi thấy vậy nhìn lý hiểu nghĩ cái này chưa? À, hai mặt đều có màu này. Còn làm cái bãi chuột đây. Khi con chuột nó leo vô nó bật xuống rồi mất thân bàn thì nó sẽ bật lại. Bật lại đâu? Đúng không? Đúng rồi. Xuống là lên không được ai. Đúng rồi, không lên được. Thùng này chuột không bay lên được ai. Chính xác. Cái nên cái thùng này là người ta thiết kế không phải là để đựng sơn đâu mà thiết kế để làm bẫy chuột này. Lỡ như con rắn nó vô có lấy không? Không, không lấy đâu, mình bẫy chuột mà rắn vô mình phải trung thực thực tế cho chứ. Nhiều vậy mà. Vậy mà. Được rồi, đào qua đi. Đào thôi được. Cái bẫy này anh thấy cũng là hại đấy. Cái đây đều ít xô, nếu nhiều xô làm cái chục cá anh nghĩ khả năng dính cũng cao lắm. Đúng rồi, chính xác. Team mình đi săn đêm, một bên đi bắt nhái, một bên đi cắm câu bắt cá nha các bạn. À, bây giờ bắt được hai nhái, chuẩn bị kiếm cái trèo để hai nhái nấu cháo ăn chứ. Không, kiếm câu cái trèo, kiếm cái trèo nấu cháo mới ngon. Đây Dũng. Ờ, y kiểu đó chú à. Con này bự hơn này. Bữa giờ ngon rồi. Kiếm con nữa cho đủ đủ 3 con. Dũng chọn địa điểm nè. Cắm câu, cá lóc. Có ăn liền rồi, quay lại có 15 phút ăn liền. Cái vậy thiếu sảy. Ui. Đó, nó hẻo nó đạp vào đường nào đây. Cái này cứu sống chú chéo. Thả chú chéo nha. Hy vọng có con gì lạ lạ. Thật ra người ta làm này kỳ công cái gốc á, người ta bỏ quê nè. Có nha. Có thấy rồi. Tôm ầm ầm nha. Ngon hả Vũ ơi, đêm nay luôn em. Tôm rồi đây. Đây. Cua rồi đây. Ủa cái gách bự. Gách bự ngon ấy. Cá sạc. Trậu lấy cái bào. Nhiều quá mà. Được mấy con rồi. Vậy mình đảo điểm với trưa mình thả nhiều rồi. Trưa nó vô một lần nó quen. Phải không? Bác nhỏ nhỏ này. Bác xem cái gì thấy. Đây từ con rắn điêu vô đây em ơi. Nè con nó. Đây đây. Con môi. Từ để lò cái đầu lên nữa. Đâu. Nó mới lò đầu lên. Chụp Dũng bơi luôn không? Xe tôi đó bánh chấm ít. Ui wow, lép rau tiêu đầu phải không? Lép rau phi nè. Wow trời miễn lâu quá mà mới ra mà vô chụp rắn à. Phải tôi điêu đâu rắn đâu mắc cái chì lăn chài còn gì nữa đâu má đó phải mới rầm luôn mà. Thấy phán mà nghe thấy không? Thấy bùng á. Chết tôi. Cái đâu đi đâu tìm luôn chứ, mắc cá chì lên chài vậy. Cá chì lên chài. Thầu á. Biết ra bác bắt trước cha rồi. Ốc câu. Ồ phán cái ù ra luôn. Tìm rắn lại coi, rắn điêu ăn ngon lắm. Đây, bắt đầu nó, rắn điêu ăn ngon lắm. Xong luôn. Chài liền. Đây kia nè, ngộ quá. Ngộ quá. Mắc cá chì lên chài luôn. Vô nó ăn gì mà nó mồi vậy? Cái gì? Nó chặn lại chứ. Nó điêu á. À, biết đâu. Ủa, sao có lép vô được, có thắng ra được ta? Rách. À cái lỗ nhổ quá nè, cái lỗ mà. Ủa, nó chui ra được đúng rào rách. Nè đây con nhái này nè. Bị à. Coi nhái uống cái là xui, cái là mất cái lép rồi, giờ tôi buồn suối ruột luôn mà. Cái lép là lỗ tôi kêu ném bằng tháng rồi chắc luôn hả? Mất làm cháo à. Nhái với một con chim sâu các bạn, chim sâu nằm dưới. Bắt chim sâu luôn à. Ờ. Nhiều nồi cháo được. Bắt nhái nhiều không? Kia nó cắm cầu cà lát mà, bạn nhái cầu cà lát. Dính không? Chưa. Tao rủ tôi không được, tưởng tôi tính được nhái được có luôn chứ. Nói chung trời á, chờ bạn lâu quá. À, không nói thiệt chứ không phải tôi nói xạo đâu. Cà lát là thiệt á, cà lát thiệt, bà lớn nè. Thiệt luôn. Thấy nó chạy nậu bọt mà. Như căn da này phán ù luôn. Giờ tôi nướng con nhái này các bạn. Bỏ hy sinh bớt một con nhái. Cái bẫy cái lỗ chuột này. Wow. Hồi nãy nó không chịu chụp nó luôn ấy. Thì để vô quay cho thiệt hả? Ông kêu lũ tôi dàn cảnh nữa cho thực tế mà. Mai tôi dỡ lên từ đầu cái, thấy nó nè, đồng lái kêu để gọi ông lên á. Nướng cho thơm như em chuột à. Ừ. Nói chung mình cái gì mình thiệt quá mình cũng bị lỗ luôn mà. Nghĩ trang được chứ. À, đây cái bẫy đây các bạn. Nhữ mà phải chuột không hay con gì vậy? Không biết đó, mình thấy cái dấu chân ba má mà. Rồi thôi mở tôi. Rồi. Chuột cắn đi. Vô, ngủ đi. Đâu đó ăn con rồi màu đỏ gói mà em là thấy tao còn thề mà bày mà không thề mà bày giỏi. Thôi về. Điên cái đầu thiệt, tức quá. Đấy luôn á. Đẩy đầu. Má giờ tôi còn tiếc con cà lép ghê. Tôi bật mình luôn, tôi tức luôn bản thân mình luôn á. Thề nói không hiểu không, tiên thề mấy bạn với ông Hiển luôn là 100% là có cà lép. Đó, nãy nó chạy xuống buông anh thấy mà. Căng da nè. Tức ghê vậy. Thôi, hai anh em nắng là đau thương này, anh cũng biết là anh em đói đâu mà. Nắng là đau buồn anh. Được một con dế, một con chim, một con cua. Cua. Chim thì sao bắt được? Chạy được nó hay là nó nằm ngủ? Nó nằm ngủ. Buông chim tí tí. Nãy có mấy con bự bự nè. Chim chưa giấy khai sinh mà trao luôn vậy. Nó không giam đang nó vậy á, chứ không phải vậy đâu. Vậy là nó to nhất rồi. Ủa con nhái này, nhái một đống nhái luôn nè. Ấy con này nó ương mà. Không phải đâu, nhái mà nó đang bíp bóp sờ á, nó phình cái bụng lên vậy á. Bỏ ruột ăn trong. Em lấy cái ruột em làm mồi em nhử tiếp cái RL ra nè, tới ngày mai lần mà. Cuộc chơi mới có được tầm cỡ mấy tiếng ta? Cỡ tầm chắc cũng cỡ 8-9 tiếng thôi mà. Úp đơn giản thôi bạn ơi. Điện bắt đầu mình kẹp lại nước ấy. Để da luôn. Để da luôn. Chứ được chất đạm nào hay chất đạm đó chứ. Không ra đó. Bự quá. Không gãy bắt tuôn luôn không? Cố tình vậy mà. Đi sinh tồn mà bỏ da thì phí. Có gì đó sai sai đúng không? Đúng rồi. Sai hoàn toàn luôn. Rồi. Đây, đây. Rồi, cây bên kia nữa. Đặt đất sinh tồn luôn rồi. Nào, để em đâu. Đưa em nó vào hả? Trời chật xíu. Không. Đốt lửa ngọn càng than mà nhớ. Anh Hai còn đủ nước mà, nước nhiều. Điều nó không sạch bằng bên toàn thôi. Nước bên tôi nó trong bèo mà. Này hết lọc à? Hết, trời nước còn nhiều mà. Nè, nước trong bèo mà nghĩ sao vậy? Nó tinh khiết luôn mà. Bữa nay 16 âm à. Trăng này tròn đẹp các bạn, ở cái đồng trăng thanh gió mát đã lắm. Ô, đã lọt thép quỳnh tới. Anh em nướng kiểu hoang dã luôn. Ồ, khi nào đáp nó cháy luôn cái tròi mình luôn đạp. Hiển thấy đường quay luôn. Rồi, chín rồi mấy bạn ơi. Đói bụng quá sao mới 5 phút đã chín rồi. Chín rồi. Nhái mà. Để rửa được tiếp luôn mà. Đã đâu. Ôi, ngồi giữa mà khách sạn ngàn sao. Mít đây. Ôi. Thơm. Đâu nói gì nữa trời. Bây tôi nói cái đây mà trị giá này trong ngày cũng mua luôn gì. Trời đói quá mà. Vui sao đàn thấy con gì đâu nhiều dữ hả? Con dễ tự cua nha, nó bay vô hết cái đồ ăn của mình á. Ngon dữ à. Thơm quá mấy con mũi nhả nè. Đục vậy sao ăn tên gió. Đứng đi. Ốc quá. Không phải, nó thấy đèn nó ba vô. Nó ba hết vô nhái mình á. Vậy là mình vừa ăn vừa đi. Để bưng đi. Ăn ngoài đồng nó cũng có cái nghiệt à. Con gì nhiều dữ trời. Có khi màu ngon quá nó là gì. Wow, chết. Thấy chịu nổi thứ này không? Ui còn nước dữ luôn. Wow. Vô. Quá luôn rồi. Thôi con đấy mình cũng nhai nó luôn đi. Nhai luôn đi. Quỷ luôn. Ôi sợ. Ôi. Wow, đáng quá. Mở nhai nha. Ủa này. Wow, bên kia. Mở nhai nha. Mở cái nhai không? Tắt con pin này, hai thanh niên tắt con pin đi. Vừa ngon luôn. Đi bạn. Cũng bu đầy mình á. Em tên thủ thôi. Hiện làm con hiểu ơi. Làm con hiểu ơi. Nhiều không? Nhiều cho con mập nhất nè. Hay vậy Hiển ăn chim không? Không ăn em đi. Không ăn con mập nhất này. Rồi, nhiều mày ăn miếng thử nghiệm ăn. Thảo ơi con kia dính nha. Nha thấy lửa chín mà. Nó dễ chín kìa. Thấy lửa chín nha. Rồi, mời cả nhà nha. Quần chim nè các bạn. Luôn nha. Luôn vòng tăng. Đệm ớt. Ăn ớt vô ngon. Ớt à. Con ngủ nò. Quá đã. Trời ơi nhái còn nguyên con. Nhìn còn vui da kinh vậy luôn à. Dạ. Ủa ngon làm sao á. Tát bếp luôn á. Con Hiển con mập nữa này. Không anh em dùng đi. À đủ này. Đủ rồi. Làm con này. Làm con vui anh em không. Ồ. Wow. Đủ lẻ rồi. Đủ luôn. Mời cái nhà phát nữa nha. Wow. Xin luôn. Đúng luôn. Da vậy vừa ăn á. Quá đã. Quá đã. Đây mình nồi tới sáng đủ năng lượng không Đạm ơi. Đây cũng nồi tới trưa mai luôn nữa rồi. Hồng Nám làm món bìa. Hồng Nám làm món bìa. Mình ăn món đây là mình nồi bìa nhái. Làm cua. Ngã tôi đòn bác lên nhiều là 40 con ngái mấy rồi, 40 con. Trời nắng bắt ngái khó. Tôi đi cho chút nữa. Công nhận con nhái nhanh chỉ nha, con em phút chín bắt à. Nhái mà anh vẫn quý vậy. Nó bí hơi á. Ui, anh em ra sao? Anh em cảm giác hôm nay mình ra ngoài đồng thế này anh em cảm giác ổn không? Ê mình đi cắm trại vậy xuống không? Không, tối nay ngủ ngon, đàn mát, đang thành gió mát à. Nói điều mà dốc anh em thành phố mình thấy cảnh này trang đồ nầu giữa đồng ruộng là chết. Hôm nay 15 mà tận 16. 16 15. Nếu 16. 15 chưa? 15 à. Nếu bữa nay mình quay clip đây mấy anh em làm nhà xa quê á, làm xa nhà là nhớ nhà lắm á. Anh em thấy xa xa có bám dừa. Bây giờ 9:30 ơi, bây giờ mình cắm ráng nha, chứ lưới câu này không bao giờ cắm cá được. Đây mình cắm ráng mà hên có mình mai mình nướng với sao giờ anh gió. Lưới câu anh em tự chế. Lưới câu là uống bằng kẽm này. Bây giờ cái bụng hơi lửng lửng nô à Toàn ơi. Đâu đi cám ra về mình ngỏ lưng đi. Đáng quá. 12 tiếng 30 phút trôi qua rồi nha các bạn. Có mấy con vậy? Mét đâu có nhiều rồi mét. Đầu coi mấy con kia đâu á. Nào bé ổng. Sao nó nhiều bây giờ ý vậy? Để đụng kia có mông nậu. Cũng nhiều đây mà. Đói bụng mấy con cái bụng hay sao đây? Có nãy có mấy con này. Vũ con khi nó tái chanh trước rồi con nào. Tính cả chục con rồi thôi. Thôi. Ê có nhảy không nè, thấy tung tung không? Có. Vì quấn lộn vụ nào không? Có mà. Giận mà. Nãy đều đếm 10 con và còn mấy con nào đếm đâu. 2 4 6 7 8 con, 7 con. Chị làm nó teo lại chứ. Giờ ai xèo này nấu nước uống vô rồi, chịu hết nấu không? Nấu gì rồi cứ đổ đấy rồi cái hấp luôn chứ gì. Dạ, con pha chế sao mà nó khỏi có mùi mẹ như mùi lạc bỏ luôn vô cái đèn chanh vô. Chua ngọt nha. Rồi đèn chanh vô lên. Đèn chanh vô lên chua. Mình lấy gì đâu vậy Dũng nước cái thầu gì. Con lậu nước thở cái lòng này. Đánh vào điều lên đuối ấy gì. Nhìn ngứa ở đây. Dũng có đồ đồ theo không? Có. Không để về này cũng được. Chứ hơi khổ hơn bây giờ chú làm một cua đi. Thử cái nước rồi. Còn mở đem nha. Y luôn. Y bạc luôn ơi. Y kiểu luôn. Chào. Có một con tép nè. Vô luôn. Ớt càng nhiều càng tốt nha. Ngon lắm chú ơi. Ui, mùi thơm ấy. Thơm mà ngon nữa. Ngọt lắm. Hiện dám thử bên đầu bếp. Đầu bếp mình nhập về bên đây không? Không, anh dùng đi. Chua chua ngọt ngọt chú em này, làm cái gách nè. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Giờ tầm có 10 giờ nè. Anh Hải đồng hồ mấy giờ nè? Đồng hồ Dũng canh lá giang rồi. 9 giờ nữa. Xuống mình thêm câu cá trèo kìa, đường nào cũng dính cá lóc nó về nướng đùi. Dũng canh lá giang Vũ ăn. Ăn xong đi thêm luôn à? Đi luôn vô. Wow, đã chứ. Ghét luôn. Ngày nay bây giờ mình có chút ngon ạ. Ồ, cái tôm nè. Mọi người bọn được không ạ? Chú dùng đi. Đoàn kết, tinh thần đoàn kết anh em. Chúng đấu được với em mới có tầm 13-14 tiếng mà, còn lâu. Giờ ngủ tới sáng là 24 tiếng á. Nước cái nãy lạp này các bạn ơi. Mình húp vô chút nước nó cũng đỡ bớt cái giờ gì mà tới nãy đi nó kêu ột không không. Con tưởng là con ảnh ương đâu nó keo á. Chứ không nghĩ cái bụng chú keo đâu. Thôi con làm cái gách đi chú làm con cua ha. Ủa thêm miếng nước này vô qua chứ khóc no luôn vô ăn. Sao? Nằm năng lượng vô thấy cảm giác sao? Người sao rồi? Đỡ chú không? Hôm nay anh em thấy trải nghiệm hôm nay thấy đuối không? Con bị đuối lắm không? Chú đi bây giờ là chưa đuối đâu. Đuối không là ngày mai á. Nó màu đuối cho con. Thì giờ đuối ít. Thiếu không được dinh dưỡng. Bình thường mình ăn ở nhà mình ăn nhiều còn giờ lên đây ăn dài là nó phải mất năng lượng. Anh Hải tính anh mà làm gì làm chứ mà đói bụng mà anh khó chịu quá. Đói bụng chịu nấu. Nước này cũng chịu nấu nhưng mà điều cái đó chịu nấu. Ăn cá mỗi người một con đi, còn nhường nữa. Không, Vũ nó Vũ to ăn cá bự. Chú ăn đi. Anh Hải nhỏ ăn cá nhỏ. Để mình Vũ ăn. Đây cho nó con. Không, con chịu đói được. Nhưng mà đi mượn muỗng nhanh. Hấp chút nữa. Ngon quá rồi. Con chịu đói được với chịu kháng chịu cũng được. Nè nước nè. Mà giờ mình có cái mé lọc nước của hãng cái gì không hãng nước đa của ông kế bên Quỳ Hương á. Đây của đại Phát hay là gì Đông Hồ Sen gì sao hết. Đầu ghép cá làm luôn rồi Vũ ăn. Rồi mấy anh em ăn xong đi thêm câu nếu có con nào thì qua cho anh em xem. Đi thêm đi, mấy mình thêm mai ba lần vậy. Nó hết màu sao? Hồi nãy mình đi không còn các con màu nữa thấy không? Mày thấy cái gì làm mà Vũ không? Không, cái léo là nó ăn màu nhanh á. Bây giờ cũng tầm 9h30 gần 10 giờ rồi. Mấy anh em Vũ Vĩnh Hải chắc là đi thêm câu lần nữa, còn với Trọng cũng xong phim rồi. Nằm nghỉ ngơi. Có mùng cấp cho mỗi em mỗi cái mùng chụp kia nè. Không sợ, có muỗi đâu. Sợ đem muỗi nhưng mà tình hình ngoài đây có gió nhưng mà không có muỗi, cũng không đi nổi nào. Rồi ngủ ở trăng thanh gió mát cũng ok, mình cũng nằm ăn ngủ với anh em luôn. Này nó không có khói nữa, đồn muỗi nó bay hết rồi, mà có gió đó nó mát rồi bạn. Chúc anh em ngủ ngon nha. Tối nay có tình hình gì mai phản hồi tiếp cho anh em biết. Chào anh em nha, ngủ á.